Ok, xin chào mọi người đã trở lại với chuỗi video hướng dẫn bán hàng trên Facebook, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm thế nào để tạo ra một cái fanpage để nó bán hàng. Các bạn vào trong cái chỗ thăm menu nè. Các bạn giúp cho mình là bấm tạo cái nút là nút trang, tạo cái trang. Rồi, trong cái trang này á, thì câu hỏi đầu tiên mà mọi người hay gặp phải đó là làm thế nào để đặt tên sản phẩm, đặt tên cái trang ấy. Thì công thức để mà đặt tên cái trang thì có hai cái dạng đặt tên. Thứ nhất, bạn là một cái doanh nghiệp, bạn đặt tên theo doanh nghiệp của mình thì nó là dễ rồi, mình nhưng mà đa phần anh em mình á, là sẽ dạng là cá nhân bán hàng, cho nên mình sẽ lấy cái tên của mình ra. Thì cái công thức đặt tên á, nó sẽ như thế này nè. Bạn lấy cái tên bạn, cách thứ nhất tên bạn, cách thứ hai là tên bạn cộng với sản phẩm ha. Thí dụ như bản thân mình nè, thí dụ như bản thân mình là mình chỉ muốn lấy cái tên của mình thôi. Chẳng hạn như mình có một cái fanpage của mình là Tùng Chu, ok không? Thì đây là cái fanpage chính của mình, là phải fanpage là Tùng Chu ha. Mình về giáo dục, mình về đào tạo ha, cho nên là mình không có để cái sản phẩm của mình bán trên đây, tại vì mình không xác định là mình bán cái gì ở trên cái Facebook này cả, fanpage này cả. Thì bạn có thể là để tên của bạn, một để tên của bạn, nếu như bạn muốn định vị, người ta định vị bạn trước giờ bạn đã có thương hiệu rồi ha, thì bạn có thể để cái tên của bạn. Còn không á, thì bạn sẽ làm cái công thức số 2, đó là cái tên cộng với là cái sản phẩm. Thí dụ Mr. Tùng, ví dụ như mình bán về máy cạo râu đi, chuyên máy cạo râu à. Đấy rồi, ok không? Tên cộng với cái sản phẩm hay cái ngành nghề, cái lĩnh vực. Cái thứ hai là cái hạng mục, cái này thì không quan trọng lắm, cái này bạn có thể đặt là kinh doanh. Rồi cái mô tả các bạn điền vào, ví dụ như bạn giới thiệu về bản thân mình, cái shop, cái fanpage này nó bán cái gì. Tại đây chúng tôi, tại đây Tùng sẽ chia sẻ hay là sẽ cung cấp gì đó, các mặt hàng về các dòng máy cạo râu. Để, đó rồi, số liên hệ của bạn nữa ha, Zalo đồ các kiểu vô, rồi gì gì đó vô, cái thông tin liên hệ của bạn vào. Sau đó các bạn bấm tạo trang là ok. Mình cho thêm cái dấu vào đây cái. Rồi bấm tạo trang. Rồi xong rồi đó, bây giờ tạo trang xong rồi. Cái tiếp theo á, là bây giờ là nó hỏi yêu cầu mình là đăng cái hình vào. Thì cái hình bây giờ mình sẽ lấy cái hình như thế nào? Bây giờ mình cần có hai thứ, là mình cần có logo với lại là một cái hình gọi là hình banner, hình trang chủ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một video sau về cái cách tạo banner và logo. Nhưng mà trong video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là tìm tìm có sẵn xong mà quăng vô. Tại vì mình đang hướng dẫn là cách tạo fanpage thôi. Ví dụ như logo. Logo mình lấy đại cái logo các bạn ha, lấy đại nha. Lấy đại cái logo này nha. Này mình lấy đại cái logo này đi. Rồi lấy cái logo này, cái logo kia đẹp quá. Logo nào cũng được các bạn, logo nào cũng được. Rồi lấy chữ logo để cho nó đơn giản đi. Rồi lấy logo nè. Mình thay cái logo vào. Logo. Để mình một tí. Mình phải đảm bảo là nó ok. Rồi. Logo rồi, logo bạn thấy không? Thay logo xong rồi nè. Bây giờ thay đến cái ảnh bìa. Thay đến cái ảnh bìa như thế này. Các bạn chọn cho mình là banner ha. Banner Facebook đi. Nói chung là mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video sau và cái chi tiết hơn ha. Nhưng bây giờ mình sẽ lấy đại một cái ảnh bìa nào đó để mình thay vô cho bạn xem thôi. Mình sẽ lấy đại một cái banner, mình lấy đại một cái banner nào đó. Cạo râu đi. Này, hay quá, nó có cái banner sẵn nè.
Rồi cái việc của mình cần làm đó là thay cái ảnh banner này vào. Rồi, như vậy là mình đã có được là một cái ảnh logo và một cái hình banner. Rồi, cái việc của mình bây giờ là lưu lại. Ảnh bìa quá nhỏ, chọn ảnh lớn hơn, ok. Lấy cái nào lớn hơn tí xíu. Mình sẽ chọn kích thước nó lớn hơn. Để đại cái ảnh này nha các bạn. À nó vẫn duyệt, nó vẫn duyệt. Mình sẽ thêm lại cái ảnh ha, mình thêm lại ở đây nè, tải ảnh lên nè. Nếu các bạn muốn thay đổi cái logo của các bạn á thì các bạn bấm vô cái hình này nè, cái hình cái camera là các bạn thay thế vào thôi. Rồi. Bây giờ mình xong rồi ha, bây giờ mình đã có một cái fanpage, mình có được cái logo, mình có được cái ảnh bìa. À, bây giờ mình sẽ thay thế cái đường link ha. Cái đường link này các bạn đang thấy nè. Cái đường link nó rất là dài với tên Tùng chuyên máy cạo râu, trong khi những cái đường link của người ta rất là đơn giản. Mình ví dụ như là một cái thương hiệu nào đó đi, mình ví dụ như là Tiki đi. Rồi ví dụ như Tiki nè, bạn thấy là cái đường link của Tiki, cái đường link càng đơn giản thì nó càng chuyên nghiệp đó các bạn ha. Nè các bạn thấy không? Facebook.com sạc tiki.vn. Đó. Rồi, thì bây giờ mình muốn thay đổi cái đường link này thì mình sửa vào cái chỗ tên người dùng ở đây nè. Tên người dùng đây nè. Bấm vào đây. Bấm vô đây nè. Mr. Tùng. Cạo râu. Bấm con chuột ra ngoài. Rồi, ok. Mr. Tùng cạo râu. Ha. Rồi, tạo tên người dùng. Không được à. Cạo râu rồ. Sửa lại nữa. Tùng cạo râu, Tùng chấm cạo râu. Trang này không có đủ điều kiện để có tên người dùng hả? Rồi ok, vậy thì bây giờ mình chưa tạo được, các bạn đợi một hai ngày sau để có thể tạo ha. Có thể bạn sẽ làm cái thao tác này trong những lần tiếp theo, những ngày tiếp theo ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phía dưới đây. Các bạn thấy nè, thiết lập trang để đặt cái gặt hái thành công. Có nghĩa là bây giờ là Facebook nó yêu cầu các bạn là cập nhật thêm thông tin cho trang. Ví dụ chỗ này nè. Còn 6 bước thì bạn thêm vào, ví dụ như bạn có website thì bạn thêm website của bạn vào. Vào đây nè, dán vào đây, dán website vào đây. Chẳng hạn như mình có website của mình, thí dụ nha. Ví dụ như bạn cũng có một website. Đó, thì bạn dán vào đây. Rồi, bấm con chuột ra ngoài. Rồi nó tự động cập nhật. Thông tin, vị trí cũng tương tự. Mình có một cái vị trí ở đây, Hồ Chí Minh. Rồi bấm ra ngoài cho nó cập nhật. Thêm giờ làm việc luôn, mở cửa bấm ra ngoài. Rồi số điện thoại cập nhật vào 919560. Rồi cho nó cập nhật nè, tất cả những cái này nó đã cập nhật rồi nè. Đó, thêm nút hành động. Cái nút hành động nghĩa là sao nhỉ? Thí dụ như bạn vô Tiki nè. Tiki á, cái chỗ này cái nút là nút sử dụng ứng dụng đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái Facebook khác cho các bạn xem nè. Bây giờ giả sử như mình vô một cái fanpage của Chanel đi, nước hoa Chanel á. Đây. Thì cái chỗ này á, cái nút là nút thích. Thường á, là fanpage người ta mặc định cái nút này là nút thích, like á. Còn Tiki á, chỗ này nó hiển thị thêm một cái nút là đã thích và có sử dụng ứng dụng, nút đã thích nè. Thì nếu như bạn không muốn cái chỗ này là nút like á, thì bạn có thể, nếu như mình lấy cái channel đi ha, nếu như bạn không muốn cái chỗ này là nút like á, thì bạn có thể là chọn cái nút là gửi tin nhắn. Ví dụ bạn thêm cái nút vào là nút là gửi tin nhắn. Đây, gửi tin nhắn đây, nó có rất là nhiều cái nút ha.
Theo dõi nè, gọi món nè, đặt ngay nè. Đây là những cái mà dành cho những cái bạn lập fanpage để mà bán hàng mà kiểu mà đồ ăn nhanh ấy. Rồi liên hệ với chúng tôi nè, gửi tin nhắn nè, chọn website nè, cái này đá gì website ha. Bây giờ mình chọn là gửi tin nhắn. Rồi mình lưu ở đây, nó mặc định sẵn cho mình câu hỏi rồi nè. Bây giờ mình lưu. Vậy thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè, mình lấy cái đường link này nè. Tới đây á, là mình xong rồi bạn. Bước tiếp theo là các bạn 10 bạn bè của mình like cái fanpage này. Bạn có bao nhiêu bạn bè thì bạn có thể 10 được bao nhiêu người. Đây, bạn 10 bạn bè của bạn nè, bấm 10 bạn bè. Đây là những người bạn bè cá nhân của mình ha, thì mình có thể bấm chọn họ, chọn chọn chọn, sau đó gửi lời mời. Vậy là xong các bạn. Tới đây á, là sau khi mà bạn đã mời một số bạn bè của mình like trang, coi như là bạn hoàn thành xong 50% 60% cái việc setup một cái fanpage. Còn lại đó là cái thời gian còn lại mà bạn làm á, đó chính là cái việc xây dựng nội dung cho fanpage này, thì mình sẽ chia sẻ sau. Làm thế nào để thu hút, làm thế nào để có nhiều tương tác, thì nó nằm trong 5 cái chiến lược mà phát triển fanpage trong video tiếp theo các bạn ha. Bây giờ mình thử cho các bạn xem về cái fanpage này mà dưới cái góc nhìn của một người khác. Mình sẽ bấm cái chế độ là khách. Mình dán cái đường link này vào. Không, mình sẽ sử dụng một cái Facebook của mình. Mình sẽ sử dụng một cái Facebook của mình khác. Đây, một cái người khác họ vào cái fanpage của mình, họ sẽ thấy cái này. Bạn thấy không, chỗ cái chỗ gửi tin nhắn nè. Đó, đây là thêm cái nút nè, nút gửi tin nhắn nè. Like nè, gửi tin nhắn nè, bấm gửi tin nhắn thử nha. Đó. Nó sẽ hiện lên nè. Bạn thấy không? Có ai đang chat được không? Đó. Rồi. Đó là khách hàng họ, khách hàng họ truy cập vào. Ngoài ra cái fanpage còn giúp cho bạn làm thêm một cái thứ nữa là gọi là chatbot. Chatbot. Chatbot nghĩa là sao? Chẳng hạn như mình có một cái chatbot của Trang Tùng Chu. Cái chatbot này cái ngoài lề các bạn ha, các bạn không cần quan tâm cái này cũng được, cái này mình nói thêm cho bạn hiểu thôi. Thì cái chatbot này là một cái công cụ mà nó chỉ có thể được tích hợp vào trên fanpage thôi. Cái fanpage khi bạn tích hợp cái công cụ này vào á, nó sẽ giúp cho bạn thu hút thêm khách hàng. Họ nhắn tin, nó sẽ lưu trữ và nó sẽ soạn ra những cái công thức chat đơn giản để mà trả lời khách hàng, chẳng hạn như đây. Người ta bấm vào trong cái chỗ là tin nhắn của mình thì mình sẽ có một cái công thức, một cái câu có sẵn. Đấy, gửi cho người ta. Thì đây là cái cách mà bạn tạo ra một cái sản phẩm phiểu, sau đó là bạn setup nó, bạn gửi cho khách hàng. Những người mà họ muốn follow bạn đấy, bạn họ cho họ một cái chương trình, một cái món quà nào đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình tạo cái fanpage ở trên điện thoại nhé. Đầu tiên mình vô cái Facebook, cái app Facebook ở trên điện thoại của các bạn nè. Rồi các bạn nếu như mà tùy cái điện thoại thì điện thoại của mình là cái Xiaomi á, thì mình có một cái biểu tượng là cái nút mà cái lá cờ này nè. Bạn nhấn vào lá cờ, còn nếu như bạn sử dụng là Xiaomi, bạn sử dụng là Samsung hoặc là iPhone ấy, thì bạn bấm vào cái nút ba sọc này. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra một cái tab, mà trong cái tab đó nó cái tab tên là trang, thì bạn chọn một cái trang đó giúp mình ha. Còn cái này mình sẽ thao tác trên cái điện thoại của mình, cái lá cờ nè, cái trang này ha. Rồi bạn thấy có cái chữ trang nè, chữ trang đầu tiên nè đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bấm nút tạo, rồi bắt đầu nè, mình đặt tên trang nè, tên trang là YouTube, mình đặt cái gì cũng được ha. Tùy cái chỗ này bạn đặt cái giống như mình hướng dẫn lúc đầu rồi đó, thì bạn có thể đặt cái tên của bạn kèm với cái ngành nghề mà bạn đang kinh doanh. Rồi chọn cái hạng mục, cái này không quan trọng lắm đâu, bạn cứ chọn đại đi. Tiếp. Địa chỉ, bạn có thể thêm địa chỉ của bạn vào đây ha. Rồi chỗ này mình không muốn thêm cũng được thôi, mình bấm vào đây. Rồi bạn thêm hình và ảnh đại diện. Mình sẽ thêm một cái hình, mình thêm một cái ảnh bìa, mình lấy đại cho các bạn ha. Chỗ này thì các bạn có thể là sử dụng cái Canva để các bạn tạo ra được cái hình ảnh của mình, rồi bấm xong.
Rồi tới đây là gần xong rồi đó. Bây giờ nó hỏi bạn là bước quan trọng tiếp theo để thiết lập trang này, thì bây giờ nó sẽ yêu cầu các bạn làm một số cái thao tác. Thì bạn cứ làm theo Facebook yêu cầu thôi. Chẳng hạn như 10 bạn bè nè, ok bạn 10 bạn bè. Rồi kết nối WhatsApp nè, có thì kết nối, còn không có thì thôi. Tạo bài viết chào mừng nè, viết một cái bài viết ngắn gọn thôi. Tiếp tục. Rồi next. Thêm nút hành động dành cho khách truy cập. Mình bấm thêm nút nha. Chẳng hạn như là nút liên hệ với chúng tôi, gửi email, gửi tin nhắn, gọi ngay nè. Tùy cái dịch vụ của bạn, mình có thể chọn nút gửi tin nhắn. Rồi bấm tạo. Rồi chỗ này nó hỏi cái câu hỏi mặc định, ok. Thì mặc định thôi sao được, bạn tự do bạn thoải mái mình sửa ha. Mình bấm tạo luôn. Rồi tiếp tục. Bổ sung thêm thông tin. Đó. Thì mình thiếu thông tin gì bổ sung cái đó thôi. Giống như là trong cái phần trước là trên máy tính mình có chỉ các bạn rồi đó. Đây, đây là những cái thông tin mà nó yêu cầu các bạn cần thêm vào. Chẳng hạn như là website nè, mô tả là website của bạn mà đang kinh doanh về cái fanpage, các bạn kinh doanh về cái ngành nghề gì, thêm vào số điện thoại nè, rồi email, WhatsApp, mấy cái này bạn thêm vào cho đầy đủ thôi. Khi bạn càng đầy đủ, càng rõ ràng thì cái người khách hàng họ vào họ càng thấy đáng tin tưởng hơn. Rồi, tới đây là coi như bạn xong cái fanpage của bạn ở trên điện thoại đó. Nhưng mà lời khuyên của mình là bạn cũng nên sử dụng máy tính để các bạn có thể thao tác những cái này đơn giản. Chứ nếu bạn kinh doanh online mà bạn làm ở trên điện thoại thì khó làm. Thật sự luôn, khó làm vô cùng. Rồi, ok. Thì đó là hướng dẫn mà giúp cho các bạn có thể tạo fanpage ở trên điện thoại nhé. Samsung với lại là iPhone nó cũng tương tự như vậy. À, mình sẵn hướng dẫn các bạn thêm một cái phần nữa, đó là làm thế nào bạn xóa cái fanpage của các bạn ở trên điện thoại. Rồi mình ví dụ luôn, bạn vô cái chỗ mà cái chỗ trang giống như thế này nè, bạn vô cái fanpage mà các bạn muốn xóa, mình ví dụ như là vô cái fanpage này, rồi mình vô cái nút răng cưa góc phải màn hình nè, mình vô cái nút là cài đặt chung, tùy vô cái hệ điều hành của các bạn mà nó na ná thôi, cũng là biểu tượng răng cưa và cũng là cái cài đặt chung thôi. Rồi các bạn sẽ có một cái phần ở giữa, nó tên là gỡ trang ha, gỡ trang này nè, xóa vĩnh viễn nè, bạn bấm vào đó, nó hỏi bạn muốn xóa không, bạn xóa luôn. Rồi vậy là xong. Ok. Ok, nếu như bạn còn thắc mắc nào về cái việc là tạo cái fanpage bán hàng thì có thể đặt câu hỏi phía dưới bình luận này ha. Và nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để có thêm những cái video mới nhất cho cái khởi nghiệp online của các bạn. Bye bye.